Còn như nếu tóc chúng ta duỗi rồi thì chúng ta nên duỗi cái phần gốc thôi. Các bạn lưu ý ha, quăng phần nào các bạn duỗi phần đó, tránh cái tình trạng duỗi chồng lên. Tại vì càng duỗi chồng lên thì cái tóc của mình nó sẽ càng bị hư tổn. Hôm nay là vui lắm, hôm nay mình nhận rất là nhiều câu hỏi. Có một cái bạn hỏi một câu như thế này: cái tóc quăn mà trán cao nữa không biết là để mái có phù hợp hay không. Thì hôm nay mình sẽ đi giải đáp cái câu hỏi mà của cái bạn nào đó hỏi mình. Thì mong rằng bạn cũng đang xem cái buổi chia sẻ này. Thì thông thường á, đối với cái tóc quăn là một cái tóc mà gọi là tóc khó đó. Cái khó ở đây không phải là khó đối với người thợ, mà khó ở đây là khó ở bản thân của người khách hàng. Tại vì nó có cái khó là nó sẽ mọc từ trong gốc mọc ra, và chúng ta không thể nào can thiệp được. Chúng ta không thể nào mà ví dụ chúng ta uống cái thuốc gì đó để cho nó đừng quăng, hoặc chúng ta có thể là ăn cái gì đó, hoặc chúng ta có thể gội cái gì đó cho nó không có bị quăng từ gốc ra được. Nên đó là cái khó của người khách hàng. Còn đặc biệt đối với người thợ thì có những cái phương pháp cũng như những kỹ thuật để hỗ trợ hết mình cho những cái tóc quăng như vậy. Thì đối với tóc quăng là bẩm sinh rồi, nó không thể nào can thiệp được. Bằng cách thì chúng ta chỉ có một phương pháp là chúng ta duỗi thôi. Thì duỗi thì nó rất là nhiều cái kỹ thuật duỗi, duỗi thẳng, duỗi cúp, hoặc là duỗi kết hợp với uống, rồi duỗi cúp phòng, rất là nhiều cái phương pháp. Thì chúng ta có thể chọn những cái phương pháp đó cho cái mái tóc của mình làm sao cho nó phù hợp. Thì có một cái bạn nói là cái trán cao mà làm sao để che được khuyết điểm. Thì đúng là cái trán chúng ta cao thì chúng ta nên để cái mái như vậy nè, nó che bớt cái phần trán đi, nó nhìn cho cái khuôn mặt mình nó hài hòa, nó nhìn nó gọn hơn. Tại sao phải để mái? Để mái làm cho khuôn mặt mình nó nhỏ hơn, nó gọn hơn và trông nó xinh hơn. Nhưng mà tóc quăn thì nó hơi khó để mái. Thông thường thì Hạnh hay tư vấn là những cái tóc quăn là không nên để mái. Tại vì sao? Tại vì nếu để mái thì rất là cực cho cái người khách hàng, chứ không phải là cực cho cái người thợ. Tại vì chúng ta là khi chúng ta chọn cái mái nó vừa ý, chúng ta cắt, đúng không ạ? Chúng ta cắt thì đồng ý là chúng ta duỗi thì nó sẽ ra đúng cái kiểu đó. Nhưng mà chúng ta xài không có được lâu, xài tầm vài tháng là nó quăng ra lại. Tùy theo cái cơ địa của mỗi người, tùy theo cái chất tóc nữa. Có nhiều cái tóc là khoảng 2 tháng là nó quăng ra rồi, hoặc có nhiều cái tóc là mới 1 tháng là nó quăng ra rồi. Mà nó quăng ra là mọi người biết rồi đó, hình nửa này nó quăng, hình nửa này nó thẳng. Thì buộc chúng ta phải duỗi cái phần quăng đó là như vậy. Tránh cái tình trạng chúng ta duỗi hết. Chúng ta chỉ duỗi cái phần quăng thôi, chúng ta không có duỗi hết, nên là như vậy. Cái phần nào quăng thì chúng ta chỉ duỗi phần quăng. Mà đó là cái khó của cái người thợ, cái người khách hàng. Nó ra nó quăng là nó mất cái kiểu. Hạnh nói ví dụ như mái thưa xuống đi. Cái mái thưa xuống như thế này, thì cái mái nó đang xuống thế này, mình duỗi nó thẳng. Nó thẳng được khoảng chừng tháng hoặc là hơn nửa tháng gì đó là cái gốc nó mọc ra. Mà nó mọc ra cái nó quẹo qua bên đây thì cái mái nó sẽ quẹo qua bên đây. Cái phần quăng nó mọc ra nó quẹo qua bên đây thì nó sẽ quăng qua bên đây. Thì có nhiều bạn nói: ủa tại sao mà em duỗi mới có mấy ngày nó không vô nếp rồi? Thì do cái tóc mình nó mọc ra, cái tóc của mình nó mọc ra nó sẽ không vào nếp nữa. Nên đó là cái khó của người khách hàng. Cái khó để mà có một cái mái tóc phù hợp nó là như vậy. Mà nếu như mình chọn cái mái tóc mà nó phù hợp để che khuyết điểm trên khuôn mặt mình thì buộc mình phải chịu khó đi tiệm thường xuyên, nó là như vậy. Khoảng chừng tháng, 2 tháng gì đó, tùy theo cái tình trạng tóc của mình. Mình tự canh, mình tự xem, thì nó ra thì mình phải đi duỗi. Mà cái phần nào quăng thì mình duỗi thôi, chứ mình tránh cái tình trạng là duỗi chồng liên tục thì cái ngọn nó sẽ bị xơ, nó là như vậy. Thì cái phương pháp duỗi nó cũng quan trọng nữa. Ví dụ như nó quăng phần đây thì mình chỉ duỗi phần đây thôi. Nếu nó quăng phần đây mà mình duỗi hết thì nó sẽ duỗi chồng lên. Rồi mai mốt vài tháng sau cái nó quăng cái mình duỗi nữa, rồi nó bị chồng lên nữa, thì cái tóc của mình nó dễ bị chẻ ngọn, nó là như vậy. Nên là có một số bạn tới thì mình lúc nào mình cũng cản cái đó, mình nói thôi đừng có duỗi, cắt mái duỗi là em phải ra chị thường xuyên, ví dụ vậy đó. Thì nó hơi vất vả cho người khách, nó là như vậy. Còn như nếu chúng ta hiểu được cái tóc duỗi quăn, cái tóc quăn cần phải làm như vậy, thì mình nghĩ là các bạn nên chọn những cái mái tóc phù hợp. Nếu các bạn hiểu rồi, các bạn hiểu về cái tóc của các bạn rồi và các bạn tự quyết định các bạn sẽ làm gì, thì các bạn nên chọn những cái kiểu dáng mà các bạn thích. Ví dụ như để mái thưa nè, hoặc mái xéo nè, hoặc là mái hớp bay nè, ví dụ những cái mái rất là đẹp, những cái mái mà khi mà đưa lên cái khuôn mặt mình nó che rất là nhiều cái khuyết điểm trên cái khuôn mặt mình, nó làm cho khuôn mặt mình nó gọn hơn, nó mình tự tin hơn, nó là như vậy. Nhưng mà thêm một cái phần nữa là chúng ta phải hiểu được cái tình trạng tóc của mình để chúng ta tự quyết định là như vậy. Thì rất là nhiều bạn hỏi mình, rất là nhiều bạn về cái mái tóc quăn, vì tóc quăn khổ lắm, tóc quăn nó ra nhanh lắm, nó ra là nó cứ mọc từ trong gốc không, mà khi mà nó mọc ra rồi nó cứ chạy lung tung, nó cứ quẹo bên này, nó cứ quẹo bên kia, nó làm cho cái phần tóc mình nó xù lên, nó là như vậy. Và thậm chí có những bạn là quăn mà quăn ít á, mà có những cái tóc con nhiều á, nó cũng rất là khó, mà tóc nhiều á thì nó lại dễ, mà có nhiều bạn tóc ít quá mà để thay đổi một kiểu dáng thì nó rất là khó, thì buộc các bạn phải kết hợp ở nhà chăm sóc nữa. Người thợ chỉ là cắt hoặc là duỗi hoặc làm cho nó mềm rồi làm cho nó một cái ra dáng, còn cái vấn đề còn lại là chúng ta phải hiểu được cái tóc của mình, hiểu cách chăm sóc như thế nào, thì lúc đó chúng ta mới thay đổi một cái kiểu gọi là hơi thời trang một xíu, hoặc là nó gọi là hơi điệu đà một xíu. Còn như nếu chúng ta không hiểu được cái tóc của mình mà chúng ta buộc phải ra giống như trong hình, buộc ra phải giống như là giống cái bạn kia, hoặc là giống như cái người này người kia, thì nó là hơi khó, nó là như vậy. Nên cái việc ở đây thì cái tóc quăn là cái tóc khó nhất trong tất cả những cái tóc, đặc biệt là cái tóc quăn. Cái tóc thẳng là dễ, tóc thẳng ví dụ như mình uốn quăn, mình không thích, mình cắt hết cái phần quăn thì tóc mình nó vẫn thẳng, nó vẫn thẳng thì cỡ nào nó cũng ra kiểu đó. Còn đối với cái tóc quăn là buộc mình phải duỗi, chỉ có một phương pháp là duỗi thôi, ngoài ra là không thể nào can thiệp được. Hiện tại bây giờ là không ai can thiệp được làm sao cho nó thẳng được, thì chỉ có một phương pháp là duỗi. Thì duỗi nó có nhiều dạng, Hạnh nói rồi đó. Duỗi thứ nhất là chúng ta duỗi cúp, hai là chúng ta duỗi thẳng, ba chúng ta duỗi kết hợp với uốn, hoặc chúng ta duỗi phồng. Nhưng đó là một cách duỗi hoàn thiện đối với cái tóc chưa duỗi thôi. Còn như nếu tóc chúng ta duỗi rồi thì chúng ta nên duỗi cái phần gốc thôi, các bạn lưu ý ha, quăng phần nào các bạn duỗi phần đó, tránh cái tình trạng duỗi chồng lên. Tại vì càng duỗi chồng lên thì cái tóc của mình nó sẽ càng bị hư tổn, càng có cái độ giãn. Các bạn phải lưu ý, và các bạn khách hàng cũng phải hiểu một điều rằng đối với thuốc hóa học, thì đối với thuốc hóa học uống hoặc duỗi, khi chúng ta cho thuốc lên thì lúc nào nó cũng có cái độ giãn, và mỗi một lần giãn như thế này nó làm cho sợi tóc mình nó mỏng đi, mỗi một lần giãn là sợi tóc chúng ta mỏng đi. Mà nếu tóc dày thì không sao, còn đối với tóc mỏng mà chúng ta làm liên tục, duỗi chồng liên tục, thì cái phần tóc của chúng ta nó sẽ bị xốp đi, nó sẽ bị chẻ ngọn, nó là như vậy. Ở đây Hạnh chỉ mới nói nhuộm thôi, Hạnh chưa nói là nếu chúng ta kết hợp với nhuộm nữa, duỗi mà kết hợp với nhuộm mà chúng ta duỗi chồng liên tục thì cái hậu quả nó rất là khó. Nên là chúng ta cần phải hiểu được cái tình trạng tóc của mình, để chúng ta có những cái quyết định làm tóc làm sao cho nó phù hợp. Thực ra là duỗi không hư tóc, nhuộm không hư tóc và uống cũng không hư tóc. Các bạn lưu ý nha. Hạnh nói ở đây không phải là Hạnh muốn kêu gọi mọi người làm nhiều, Hạnh chỉ nhấn mạnh một điều là uống, duỗi, nhuộm không có hư tóc. Nhưng nếu chúng ta không hiểu được cái tình trạng tóc của chúng ta mà chúng ta làm chồng liên tục như vậy với một cái thời gian ngắn thì không có một cái tóc nào mà nó chịu nổi hết á. Và đặc biệt là những cái bạn tóc quăn thì thông thường là mình duỗi ra rồi mấy tháng sau cái mình duỗi nữa, rồi mấy tháng sau cái mình uốn lên nữa, ví dụ mấy tháng sau cái mình duỗi nữa, thì cái tóc mình không chịu được, nó là như vậy. Nên là cái kiểu mà dành cho tóc quăn nó hạn chế mà nó ít lắm, đa số chỉ có một kiểu thôi, duỗi xong rồi cái gốc ra thì duỗi gốc, hết rồi đó. Ngoài ra là không làm được gì hết, mà cũng không cắt tóc ngắn được nữa. Cắt tóc ngắn cũng được nhưng phải duỗi, ví dụ vậy đó. Nó hơi khó là như vậy. Thì mình cũng mong rằng mấy cái bạn kỹ thuật viên cũng như những người thợ, các bạn cũng cần phải nắm rõ và các bạn hiểu rõ về những cái tóc quăn. Các bạn có thể hướng dẫn cũng như là chia sẻ những cái kỹ thuật dành cho những khách hàng của mình. Thì mình cũng muốn những người khách hàng của mình cũng như những cái bạn tóc quăn, các bạn nắm rõ được cái chất tóc của mình đó. Và chúng ta hạn chế làm nhiều để tránh cái tình trạng cái tóc của chúng ta nó bị hư tổn. Và khi mà đã hư tổn rồi thì nó khắc phục cũng được, nhưng mà nó hơi lâu, hơi mất thời gian. Đối với tóc hư tổn không thể nào mà khắc phục liền được, nó cần phải có thời gian. Thì cái buổi chia sẻ ngày hôm sau Hạnh sẽ nói về cái cách mà khắc phục những cái tóc hư như thế nào, cái quá trình khắc phục như thế nào để mọi người có thể hiểu hơn. Rồi chào tất cả mọi người đã xem cái buổi chia sẻ này nha. Chào tạm biệt mọi người.